À, đây là sơ đồ tư duy vẽ bằng hình ảnh của bạn Hoàng Đức lớp 12A8. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải thích về sơ đồ tư duy của mình. Nếu là bạn thấy là bức tranh đầu tiên là nói về tai biến không mọc tóc, bị giọng đầu do lý do là số rét lại thiếu tốn lương thực. Do tình hình sốt rét nên là da của tên da trở nên màu xanh sao và có khỏe ngụy trang. Nói về hai câu quân xanh màu lá giữa hai hùng. Còn đây là mắt trừng nơi dưới mỏng mắt bên dưới. Ở đây mình mẹ và anh Thảo Văn Năm đánh bại được quân địch các dĩ dàng. Và ảnh bên này là em Hà Nội giáng trường thơm này lạ hả, còn hôm nay là rất là sự lãng mạn nè, còn hôm nay mình vẽ gái Hà Nội đúng không? Cái Hà Nội mà hơi và bên đây á nói về sự hy sinh của quân Tây Tiến là rải rác biên cương vùng biển xứ. Xứ mình đây là bức hình của sông Mã. Do là phải nộp sớm nên là mình chưa vẽ xong được, nên là chỉ tạm thời thôi. Còn hai bức trên á nói về sự kiên cường và dũng cảm. Kiên cường đây là một nhân vật trong game. Và đây là sự dũng cảm, một người phải công hết tất cả và đạt được. Còn mấy phần hơi dưới bên này á là mình chỉ làm background cho đẹp thôi, để trang trí cái tài cho sơ đồ trở nên phong phú hơn.